Anh Chiến ơi, em nhận được dầu gội bên anh rồi, nhưng không phải cặp dầu anh đang cầm trên tay thì có phải dầu gội đầu bên anh không? Mình cũng lên video này để đính chính lại cho mọi người nhé, là toàn bộ tất cả những dầu gội đầu đang bán trên thị trường không phải của 1900. Bên em duy nhất có loại này thôi, cho nên chị em nhận được loại này thì chị em hãy trả tiền. Còn không chị em hãy hoàn hàng cho em nhé. Đấy là cái điều mà em nhắc nhở các chị em điều đấy. Anh thì không khéo ăn nói đấy, nên là nhiều khi là anh thấy là em cũng hay rất thích nấu ăn đấy, nhiều khi là em hay bảo anh đi mua cái rau này củ quả kia, thì anh thấy là anh mua bó hoa nhưng dịp 8/3 thì nó hơi bị kiểu như là hoa thì nó lại nhanh tàn, nên là anh thấy là cái con đường mà tốt nhất dẫn đến tình yêu đấy là thông qua dạ dày, thì anh có một lọng hoa tặng em. Chúc em 8/3 là luôn luôn xinh đẹp đấy, tài giỏi và thông minh như bây giờ. Rồi, cảm ơn em. Có thêm thời gian là tối nhớ nấu ăn không? À không, cái đấy thì vợ em rất là thích nấu ăn. Nên thỉnh thoảng vợ em hay bảo em là đi xuống mua quả cà chua cho em, mua củ súp lơ cho em, mua quả ớt cho thế em là thôi. Thật à? Thật mà, ok chưa? Không phải nhựa. Thật mà, tất cả thật hết. Thì mình chụp cái ảnh đi. Em bao tờ? Em bao tờ? 30 tờ. Anh đếm, anh vừa đếm 29 tờ. Con thường đếm 30. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Biết ngay mà. 30 tờ. 29 tờ. Cá gì? Khổ lắm. Bây giờ đây, em đếm lại thử xem. Cá bao nhiêu tiền? Bao tiền? Vợ đếm mà sai, vợ ạ chồng. Vợ đếm tiền không bao giờ nhầm. Nếu 29 tờ thì sao? Mất bao nhiêu vợ chịu, khổ quá. Vợ đếm... 10 triệu nhá. Vâng. Tuy nhỏ. Khổ, tôi đếm đi em lại. Đếm 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Để lộn một tí thôi. Đếm lại đi, uống chút vậy. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Chồng ơi, chồng cứ làm vợ đau hết cả đầu lên đi. Khổ này, đùa anh chả lẽ anh để đi 100 nghìn anh cầm của em. Này, mẹ, mẹ ra đếm cho đúng không? Không lẽ bảo con nói điêu. Con bảo 2.9 mà, nhưng mà vừa nãy bảo là 2.9 cho mất con bao tiền mất mà. 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 mà, nhưng con được 10 triệu. Bây giờ vấn đề là em đã thua 10 triệu rồi. Em là người nói. Nói không mẹ ơi. Mẹ bình tĩnh, mẹ từ từ. Mẹ cửa, ok à. Mẹ mẹ cố lên. Từ từ, con nói chuyện á. Ok. Từ từ. Từ từ, không phải em. Đây dạ. Ôi con trai đâu, con đi quét nhà này. Ơ, Chiến, mày đâu ấy? Bắt ai? Lắm, chỉ nói nhỏ tới nên bắt vợ. Kiếm vợ, kiếm vợ. A Sùng ơi, bà bảo này, bà có hoa cho A Sùng đấy. Không, bà bảo làm gì vậy? Bà không có thích hoa mà. Không thích hoa, à bảo đi về đi. Bố gì? À bảo đi về đi. Tao nói tao không thích hoa mà. Tao không có thích hoa. Đi đây. Bố vợ hay của ai? Của em. Bố vợ thật á? Chuẩn bị mùng 8/3. Thế á, tặng vợ ở? Của bó hoa tặng em. Ôi, cái gì đấy? Mặc quân. To quá. Cậu ấy có chút quà. Vai, to quá. To quá. Ui. Đây, anh bóc luôn. Cái này trong này nó có cả đây. Ui, sung sướng quá, chồng ơi.
Ui. Sao nào, ok. Đây là những cái thứ mà anh yêu thích cho anh tặng. Ba cũng thích lắm, chồng yên tâm. Ui giời ơi, chồng em. Các chị ơi. Chồng em tặng dầu gỗ. Chồng mở lên đi. Đấy. Em tưởng là túi sách mấy tỷ, chồng em tặng dầu gội cho chị ạ. Nhưng mà em không biết là dầu gội 90 bây giờ quốc dân rồi. Đúng. Nó là hàng cao cấp, nó tặng quá xứng đáng luôn. Đáng là bên Dubai cơ mà. Vấn đề là thứ nhất là như thế, thứ hai nữa là dầu gội là thứ mà anh yêu thích. Thì anh thấy cái gì anh yêu thích thì anh tặng em thôi. Cảm ơn đây, chồng. Đây nha, đây là dầu gội này, còn đây là dầu ủ. Đấy. Cái này thì chia sẻ với các chị một chút là cái này thì dầu gội đầu bên nhà em thì đã trở về với giá gốc là 950. Tuy nhiên thì hôm nay trong đợt mà mùng 8 tháng 3 này thì bọn em có một vài cái phần quà ưu đãi cho các chị như sau. Thứ nhất là bên em sẽ miễn phí toàn bộ ship toàn quốc cho toàn bộ tất cả những chị em nào mua được dầu gội đầu 1900. Thứ hai nữa là tiết kiệm 300.000 đối với cặp dầu gội đầu này, có nghĩa là như nào ạ? Có nghĩa là giá gốc là 950. Tuy nhiên thì ngày hôm nay nhân dịp mùng 8 tháng 3 ấy, thì chúng em bán cho khách các chị trải nghiệm đấy chính là 650.000 nhá, một cặp gội bao kèm đi kèm với ủ, có nghĩa là gội với ủ nó sẽ khác hoàn toàn với gội với xả. Đấy, cho nên là đây là cặp dầu gội đầu cao cấp chính hãng 1900. Đấy, ngoài ra thì em chia sẻ thêm nữa là nếu mà chị em nào Hà Nội ấy, thì em sẽ tặng cho các chị một gói cắt tóc trị giá 350.000, hoàn toàn miễn phí thiết kế tại 1900 nhá. Anh em nào mà muốn mua quà tặng mà làm quà cho chị, cho vợ này, cho mẹ này, cho người yêu này, cho chị gái, em gái thì có thể nghiên cứu rằng là xem sản phẩm 1900 nó lựa chọn cực kỳ hấp dẫn đấy. Bởi vì thật sự là quà cái này ngày nào mọi người cũng dùng ấy sẽ nhớ đến mình rất là nhiều và mùi hương rất là thơm. Đúng. Đấy là góc nhìn của anh như thế nên anh tặng em. Đúng. Mười mấy năm rồi không nhuộm tóc bao giờ, hôm nay muốn nhuộm tóc đúng không? Từ ngày sinh viên mới nhuộm đúng một lần luôn. Thì mấy hôm nay suốt ngày đòi nhuộm tóc rồi. Thế bây giờ như nào để anh quyết định tư vấn nào? Em thích nó khác đi. Khác đi. Vì em đã để tóc dài đen thẳng lâu rồi. Anh thì anh vẫn thích là tóc em để tóc đen, sau đấy thì em để tóc thẳng như này. Em cắt bớt đi một chút, nếu sau này đi đâu đấy mà em muốn tạo kiểu gì thì em tạo kiểu. Còn nếu mà em tẩy tóc ấy, thật sự sau này tóc nó rất là hỏng mà. Bây giờ mười mấy năm rồi em chưa nhuộm tóc nữa. Nhuộm bây giờ nó rất là khô. Thì sau này em không uốn không nhuộm được cả. Mà em biết là mỗi lần tẩy tóc xong ấy, em chơi đâu đấy khoảng tầm một tháng thôi là nó phai màu. Mà phai màu ấy xong em nửa vàng nửa đen này, tóc đen của em nó đang rất đẹp. Nếu em thật sự muốn nhuộm màu ấy thì em nhuộm màu nâu bình thường, nó vẫn rất tôn da, rất tây. Chẳng qua là nhà có dầu gội hấp ấy, thì anh còn đồng ý là cái việc mà em hấp thường xuyên thì nó không vấn đề gì cả. Nhưng mà em thích cái màu nó lạ lạ cơ. Màu lạ em tẩy tóc chắc chắn hại tóc, anh không thể cho em làm như thế được. Đây anh nghĩ là vợ quyết định vợ nhuộm màu như Thúy này này, không cần tẩy đâu mà nó vẫn đẹp. Màu này vẫn hiền. Thôi rồi. Biết thế nhuộm từ lâu rồi. Nhưng mà vấn đề là màu này nó vẫn khỏe tóc. Đẹp màu này lắm thì nó khỏe tóc. Nó sang mà nó không bị chích chéo. Mưa tới không thấy